Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay rồi và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Dũng khí đàn bà, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tô Ly. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái tên là Như Thanh đang tìm cách để hãm hại cô gái tên là Diễm An của chúng ta. Ngày hôm nay thì Diễm An có được một tin vui và không biết được rằng tin vui đó cô có giữ mãi được không thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này để biết cái kết liệu rằng Đình Kiên và cô có nên duyên với nhau. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 8 ngay bây giờ nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diễm An đi tới một phòng VIP Mộc Như Thanh nhìn thấy cô bước vào trong căn phòng này trong đầu của cô ta lại lóe lên một suy nghĩ táo bạo một trong đám người đang nói chuyện vui vẻ nhìn thấy Diễm An liền hô lên đến rồi đến rồi mau lại đây nào thật xin lỗi em gặp chút sự cố nên đến muộn à hiếm khi anh chị em chúng ta mới có dịp tụ tập Diễm An hôm nay em đến muộn phải chịu phạt một ly rượu đấy nhá Diễm An nhún vai cười, hào sảng cầm ly rượu được rót sẵn đưa lên môi uống. Diễm An có mối quan hệ khá thân với một số diễn viên tham gia đóng phim khởi nguồn, cho nên trong các buổi tụ tập, cô không hề câu nệ tiểu tiết, thoải mái được chính là bản thân mình. Đến gần 10 giờ tối, Diễm An thấy khá muộn, cô đứng lên muốn rời đi. Một số người ở trong đó là bạn bè của cô trêu chọc. Diễm An này, về sớm như vậy là bởi vì nhớ bạn trai rồi có phải không? <laughs> đúng vậy, mới hơn 2 tiếng chưa gặp. Em đúng là rất nhớ người đàn ông của em thưa mọi người. Tán gẫu lại với mọi người vài câu, Diễm Hàn quyết định rời khỏi phòng. Cô đang bước đi, bỗng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cả cơ thể bứt rứt. Diễm Hàn nghĩ tối nay cô không hề uống rượu, chỉ uống 2-3 ly lúc mới đầu. Thời gian sau đó cô đều dùng nước ép thay cho rượu. Biết cô không uống được nhiều, mọi người trong phòng cũng không ép buộc cô để cho cô chọn loại uống mà cô thích. Cơ thể của cô có phản ứng hơi khác lạ. Diễm Hàn vốn định không nghĩ sâu xa, nhưng cô càng bước đi càng loạn choạng, khắp cơ thể của cô nóng bừng, bứt rứt và khó chịu, như có hàng ngàn con kiến bò khắp người cô, cắn xé từng thớ da, tấc thịt trên cơ thể cô. Diễm Hàn phải dựa người vào tường mới có thể đứng vững, Cô cắn chặt hàm răng của mình, cố gắng nhịn cái cảm giác khác lạ trong cơ thể. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Kiên, bảo anh đến đón cô. Đúng lúc, cô lại gặp Như Thanh đi ngang qua. Nhìn thấy Diễm An mặt mày đỏ bừng, bước đi loạn choạng Đột nhiên lòng tốt cô ta nổi lên, cô ta tiến đến hỏi thăm Diễm An. Cô Lệ, cô không sao đấy chứ? Diễm An hoa mắt chóng mặt, phải mất một lúc mới nhìn rõ Người trước mặt mình là Mộc Như Thanh Cô cắn răng nói Tôi không sao Chị đi đi Mộc Như Thanh tốt bụng Còn đỡ cô để cô tựa vào vai của chị ta Giả vờ nói tiếp Tôi à Nhìn thấy người khác khó khăn Tôi không thể nào đứng yên được Chồng cô khó chịu như vậy Hay là tôi đưa cô lên một căn phòng trên tầng 3 Cho cô nghỉ ngơi nhé Diệm màn nghe thấy lời này Hoàng hốt nhìn chị ta như Thanh tỏ ra thân thiết và nói tiếp. <laughs> cô không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đâu, tôi không hại cô, cô yên tâm. Diễm Hàn muốn đẩy Như Thanh ra, nhưng mà cô chợt phát hiện, ngay cả đẩy người, bản thân cô cũng không còn sức lực, cơn khó chịu thì đang không ngừng hành hạ cô. Cơ thể đang bị vô số con kiến câu xé, càng lúc càng khó chịu như muốn phát điên, chỗ nào trên người cũng nóng như lửa đốt chỉ hận không thể nào cười hết quần áo trên người. Diễm màn bấu tay vào vạt áo, qua vạt áo, bấu vào phần da thịt trên eo cô, cắn răng thật chặt. Mồ hôi trên mặt không ngừng túa ra, càng lúc càng nhiều. Bản thân dù rất muốn đẩy Như Thanh ra, nhưng cô lại mất hết sức lực. Cứ như vậy để mặc chị ta, đưa cô lên một căn phòng nào đó. Cùng lúc này thì Mạc Đình Kiên ở dưới tầng của câu lạc bộ, đang nói chuyện với Lục Hoài Minh và Khải Thiên cùng với Sở Quân và Quý Dương. Hôm nay Quý Dương từ nước ngoài trở về nên bạn bè bọn họ tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn. Lúc nhận được cuộc gọi của cô, anh không thể nào ngồi yên, lập tức đi lên tầng 2 tìm cô. Nhớ lại Diễm An vừa mới tả nơi mình đứng, lúc Mạc Đình Kiên lên tới nơi thì không thấy người đâu, trong lòng liền lo lắng không thôi. Anh mở điện thoại, truy cập vào định vị trên con chip, được gắn ở sợi dây chuyền của cô, và tìm ra được vị trí của cô, lập tức anh chạy vội lên. Lúc này Như Thanh đã rời đi, cô ta để cho Diễm An tự giày vò mình trong một căn phòng mà cô ta vừa mới đưa tới. Trước khi đi, Mộc Như Thanh gọi điện thoại cho một người nào đó. Alo? Có việc cho các cậu làm rồi đây. Tôi cho các cậu 30 phút, phải có mặt tại câu lạc bộ XZ. Nhưng mà Mộc Như Thanh đã chậm hơn một bước, bởi vì lúc cô ta vừa đi cũng là lúc Mạc Đình Kiên đi lên tầng 3, anh chạy đến căn phòng 305, trực tiếp đẩy cửa căn phòng. Trong căn phòng rộng lớn trống rỗng, không thấy bóng người đâu, nội thất trong phòng đều chỉnh chu, không có dấu hiệu bị xô sát. Đình Kiên yên lặng lắng nghe, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, vội vã khóa trái cửa căn phòng rồi đi đến trực tiếp đẩy cửa nhà tắm ra nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của cô đang nằm trong bồn tắm hai mắt nhắm chặt anh sửng sốt đi đến bên thành bồn chạm tay vào bờ vai trắng nõn của cô diễm an à diễm an diễm an cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào người mình diễm an giật mình hoàng hốt vội vàng đầy người ra đồng thời hai mắt của cô mờ lớn đầy cảnh giác khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt điền trai của mạc đình kiên cô như thở vào một hơi vườn tay ôm lấy cổ anh. Đình Kiên, Đình Kiên, sao anh tìm được em? Mạc Đình Kiên nhíu mày khi cảm nhận được hai cánh tay ôm cổ của mình của cô, nóng bừng bừng, mặt mũi đỏ ửng, hai mắt như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó. Trong lòng của Đình Kiên hơi hoảng, anh vội vàng, chạm tay vào nước, nước trong bồn vô cùng lạnh. Hiện tại mới là mùa xuân, thời tiết đang còn xe lạnh, vậy mà cô dám ngâm cả cơ thể của mình trong dòng nước lạnh như muốn đông cứng người thế này sao đình kiên chạm lên mặt của cô đều nóng như lửa đốt sống hệt tay của cô vậy cơ thể của cô hiện tại rất nhạy cảm chỉ cần một cái chạm tay ở một vị trí bất kỳ cũng có thể khơi gợi dục vọng cô đang cố gắng kiềm chế khi nãy được mộc như thanh đưa vào căn phòng này cô rất cố gắng chạy vào phòng tắm để xà nước lạnh ngâm mình trong bồn để bản thân mình được tỉnh táo, cũng để sự khó chịu trên cơ thể của cô giảm bớt đi phần nào. Ấy vậy mà lúc gặp Mạc Đình Kiên, được bàn tay quen thuộc này chạm vào cô, cô gần như mất khống chế, muốn lao vào anh. Giọng điệu của cô vô cùng khàn đặc. Đình Kiên, em bị người ta bỏ thuốc kích dục. Sắc mặt của Đình Kiên tái mét. Thảo nào, Giọng nói qua điện thoại của cô lại lạ như vậy, khi nãy căn phòng này cũng không khóa cửa, hóa ra là có người, Cố Tình muốn hại cô sao? Diễm An này, ai là người đưa em lên đây? Diễm An nhíu mày, kéo mặc Đình Kiên vào trong bồn tắm, nước bắn tung tóe, quần áo của anh cũng ướt sũng, Diễm An vòng tay ôm cổ anh, dán chặt cơ thể nóng hồi vào người anh, cô không thể nào chịu được tất cả mọi thứ xung quanh cơ thể mình. Đình Kiên à, em muốn. Đêm đó hai người quấn lấy nhau, dưới tác dụng của thuốc, Diễm An chủ động với anh không ít lần. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, hai người mới dừng lại cuộc hoan ái. Mặc Đình Kiên ôm lấy cô, trở lên giường và ngủ một giấc. Hơn 9 giờ sáng, trước cửa câu lạc bộ, có vô số cánh phóng viên và nhà báo. Khải Thiên đêm qua uống say, không có mặt ở câu lạc bộ mà đám người kia đến quá đông quản lý không thể nào ngăn cản được và nguyên nhân bọn họ có mặt tại câu lạc bộ là bởi vì nhận được tin tức có một diễn viên nổi tiếng vui chơi quá độ cùng với mấy người đàn ông một lúc đây là một tin tức vô cùng hot làm sao những người nghe tin có thể bỏ qua được chứ tất nhiên là họ phải tìm mọi cách để lấy được tin tức này đồng thời cũng vì tò mò không biết cô diễn viên nổi tiếng đó là ai Người kéo đến quá đông, quản lý lại không gọi được cho Khải Thiên dưới sức ép của bọn họ đánh cho người vào câu lạc bộ. Bọn họ được biết cái cô diễn viên đó nằm ở phòng 305 trực tiếp đi thang máy chạy đến trước cửa phòng 305. Vốn muốn mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Nếu không có thẻ phòng, không thể nào vào bên trong được. Đám phóng viên xôn xao đứng ở bên ngoài, dơ sẵn máy ảnh để có thể chụp, để có thể quay phim khi cánh cửa này được mở ra. Bọn họ điên cuồng, đập mạnh vào cánh cửa. Tiếng đập cửa dồn dập truyền vào tai của An và Mạc Đình Kiên, làm phiền giấc ngủ của hai người. Diễm An không ngủ thêm được, cô ngồi dậy. Chào ơi, cây eo của cô đau như muốn gãy, toàn thân của cô nhức mỏi dã rời. Diễm An cắn răng nhịn đau bước xuống giường, lấy tạm áo choàng tắm ở bên cạnh, khoác vào người cô, còn tiện tay đưa cho Đình Kiên, một cái, khi anh đã tỉnh. Mới sáng sớm, không biết ai làm phiền chúng ta nhỉ? Diễm An lầm bầm nói, cô bước chân xuống giường, đi đến trước cửa phòng, nhìn qua ống nhòm. Cả cơ thể của cô cứng đờ, là phóng viên đến sao? Tại sao đám phóng viên lại đến phòng 305 chứ? Phải chăng là có người bán tin tức của cô cho bọn họ? Nhớ đến chuyện mình bị bỏ thuốc, lại thêm chuyện phóng viên ở đây, sắc mặt của cô càng lạnh lùng. Bây giờ không có nhiều thời gian để suy nghĩ kẻ nào bỏ thuốc cô. Diễm ăn cuống cuồng, lôi Mạc Đình Kiên ngồi dậy. Mạc Đình Kiên, anh trốn đi. Ngoài kia có rất nhiều phóng viên, đang trực chờ như muốn xem trò hề của em. Đình Kiên nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ của cô. Từ chuyện đêm qua, anh cũng đoán ra được phần nào có kẻ muốn hại cô. Em lo cái gì chứ? Anh và em là mối quan hệ, bạn trai bạn gái cơ mà cho dù bọn họ có nhìn thấy cũng không dám làm gì em cô cảm thấy lời của mạc đình kiên rất có lý trong lúc suy xét nên làm thế nào khi cánh cửa kia được mở ra thì nó đã bị rất nhiều lực mạnh tác động và bị phá toang một đám người chen chúc chạy vào trong phòng khoảnh khắc nhìn thấy diễm an mặc áo choàng tắm trên hõm cổ xương quai xanh và bà vai của cô đều lộ ra dấu vết ân ái đêm qua Vô số những máy ảnh chớp lóe liên tục, còn đặt ra câu hỏi dồn dập khiến cho cô bị dối tung cả lên. Hai mắt cô nheo lại, vô thức lấy tay che mắt mình, còn những người còn livestream trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội của họ. "Cô lệ, chúng tôi được biết cô đã có bạn trai. Có không ở nhà với bạn trai cô mà lại chạy đến đây tìm trai bao để thỏa mãn nhu cầu của bản thân cô sao?" Cô lệ Chuyện cô tìm đàn ông bên ngoài, người bạn trai bí ẩn của cô có biết không? Cô lệ, cô làm ra chuyện này, cô không cảm thấy có lỗi với bạn trai mình sao? Tôi nghe nói cô lệ có được ngày hôm nay, là được bao nuôi. Xin hỏi, người ngủ cùng với cô, rốt cuộc là tình mới của cô, hay là người bao nuôi cô? Bọn họ đặt cho cô những câu hỏi thô thiền, vô hình chung đều xúc phạm đến danh dự của cô không hề chú ý rằng trên giường cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo choàng tắm đôi với cô từ tốn bước chân xuống giường anh đi đến bên cạnh cô trước ánh mắt kinh ngạc sững sờ và ngơ ngác của bọn họ và những người đang ăn dưa hóng qua màn hình livestream. anh ôm lấy bà vai run rẩy của cô đôi mắt màu hồ phách của anh lạnh lùng quét qua đám người ánh mắt âm trầm đến đáng sợ tuy anh chưa cất tiếng chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến cho đám phóng viên sợ hãi. Bọn họ biết người đàn ông này là ai? Chính là Mạc Đình Kiên, là ông trùm nắm trong tay mạch máu kinh tế của thành phố. Còn người anh lạnh lùng, một khi đã ra tay thì vô cùng tàn nhẫn. Ngay lập tức, trong căn phòng này lại im ắng đến lạ kỳ. Diễn viên lệ của các người ở cùng chồng sắp cưới của cô ấy. Thế mà các người muốn quản sao? chồng sắp cưới. Câu nói này khiến cho toàn bộ mọi người nghe được đều được một phen kinh ngạc và bất ngờ. Diễm An là vợ sắp cưới. Trời đất ơi, chuyện này đúng là khiến cho bọn họ không bao giờ ngờ tới. Chỉ một câu nói của Đình Kiên đã trực tiếp bác bỏ những câu hỏi vô căn cứ của đám phóng viên truyền thông. Có thể được làm tình nhân của Đình Kiên là chuyện mà hàng bao nhiêu cô gái trong cái thành phố này mơ tưởng đến. Mạc Đình Kiên nổi tiếng là người đàn ông lạnh lùng cấm dục, không gần nữ sắc. Tuy anh có vị hôn thê, nhưng anh hủy bỏ hôn ước cách đây không lâu. Còn Diễm An, cô chỉ là một diễn viên đang trên đàn nổi tiếng, còn chưa có danh hiệu gì, thân phận chỉ là con cái nhà bình thường, không nghĩ rằng lại được người ở trên cao có tiền tài địa vị như đỉnh kiên ngắm chúng và còn có ý định kết hôn. Chỉ riêng tin tức này thôi cũng đủ để gây sốt toàn thành phố s diễm an cũng kinh ngạc trước sự tuyên bố của mạc đình kiên cô vốn định chờ khi sự nghiệp vững thêm một chút cô sẽ công bố anh với công chúng giữa đường vô tình xảy ra chuyện thế này kẻ muốn hại cô lại tạo điều kiện cho cô và mạc đình kiên công khai mối quan hệ trước mọi người và chắc chắn đến cả kẻ đó cũng không thể nào ngờ có một câu chuyện đột ngột như thế này Diễm An nghĩ không sai. Bởi vì Mộc Như Thanh đang ở biệt thự riêng của cô ta. Xem đi xem lại đoạn video phát sóng trực tiếp trên mạng. Trong màn hình chính là hình ảnh Đình Kiên thân mật ôm lấy Diễm An, công bố quan hệ trước phóng viên. Như Thành tức đến nỗi, quang điều khiển rơi vỡ xuống sàn nhà. Choang choang, điều khiển TV vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. Hai mắt cô ta căm hận dẫn dữ tột cùng nhìn qua tivi như muốn xuyên qua hình ảnh, lao vào xé xác diễm an. Ngày hôm qua mộc như thanh hà hê bao nhiêu, khi mà cô ta sắp đạt được mục đích là bôi nhỏ diễm an, thì ngày hôm nay lại bị hình ảnh trói mắt kia, chọc cho cô ta điên tiết bấy nhiêu. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao Đình Kiên lại có mặt trong căn phòng đó chứ? Rõ ràng hôm qua, sau khi đưa Diễm An vào căn phòng đó, Cô ta đã gọi người đến để hành hạ Diễm An cơ mà. Thậm chí sáng nay khi gọi điện cho mấy tên đàn ông đó, bọn họ còn tự tin nói rằng đã làm xong chuyện mà cô ta giao, là làm tình với một người phụ nữ. Nhưng tại sao? Tại sao tất cả lại khác hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của cô ta chứ? Người đêm qua cùng với Diễm An ân ái không phải là người cô ta thuê tới, mà chính là Mạc Đình Kiên sao? và ngay thậm chí đến việc như Thanh sử dụng sim giác cung cấp tin tức cho cánh truyền thông mục đích là để bọn họ tìm đến chứng kiến cảnh tượng xấu hổ của Diễm An. Không chỉ muốn khiến cho cô thân bại danh liệt có tiếng xấu trong giới giải trí mà còn khiến cho cả nhà họ mạc ghét bỏ cô. Thật là đáng tiếc mọi kế hoạch đều vì sự xuất hiện đột ngột của Đình Kiên mà đổ vỡ lại còn tạo cơ hội cho Đình Kiên và Diễm An công khai mối quan hệ bí mật của bọn họ trước toàn bộ công chúng. Như Thành không thể nào chịu đựng thêm, cô ta hét toáng lên, đập một cái điều khiển chưa đủ, cô ta xô đổ hết đồ đạc trên bàn trà, rơi vỡ lung tung dưới sàn. Cô ta không cam tâm, không cam tâm, nhìn Diễm An thuận lợi như vậy, đã cướp được người đàn ông của cô ta, lại còn muốn hạnh phúc bên người đó ư. Diễm An, cô đừng mơ, Lúc này trên màn hình TV, Mộc Như Thanh nghe thấy rõ mồn một, một câu nói của Mạc Đình Kiên. Anh lạnh lùng nói với đám phóng viên. Chuyện ngày hôm nay các người tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cứ chờ đi, tôi sẽ kiện các người. Đám phóng viên bị câu nói này của Đình Kiên làm cho kinh hãi. Kiện sao? Nếu như câu nói này là của một người bình thường thì bọn họ chắc chắn không sợ, thậm chí còn mỉa mai lại nhưng câu nói này lại là của người đàn ông có quyền lực không nhỏ trong thành phố s uy lực của anh đánh trực tiếp vào tâm lý của bọn họ bọn họ hiểu chứ mạc đình kiên nói được làm được anh mà kiện thật ý, thì sự nghiệp của bọn họ coi như xong đời chỉ cần mạc đình kiên ra tay sợ là không chỉ bị tòa soạn đuổi việc nhận thư kiện của tòa mà ngay cả đi xin việc ở các tòa soạn khác cũng không được nhận càng nghĩ bọn họ càng hận cái kẻ cố tình lừa dối bọn họ để bọn họ phải chạy đến đây đắc tội với người không nên đắc tội là một trò hề trong giới truyền thông bọn họ cuống cuồng sợ hãi liên tục xin lỗi đình kiên và diễm an nhưng cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa thì mạc đình kiên cũng không có ý định tha cho đám phóng viên này anh gọi cho an ở câu lạc bộ và đưa bọn họ ra khỏi nơi này rất nhanh sự ồn ào huyên áo không còn nữa, căn phòng liền trở lại sự tĩnh lặng ban đầu. Diệm An quay sang nhìn Đình Kiên, ngập ngừng nói. Đình Kiên, thực ra bọn họ chỉ là bị kẻ xấu, dẫn dụ tới đây xem trò cười của em thôi. Kiện bọn họ có phải là hơi quá rồi không? Đình Kiên không đồng tình với ý kiến của cô. Em quá nhân từ, nếu đổi lại ngày hôm nay, người trong căn phòng này không phải là anh, mà là một người đàn ông khác. Liệu bọn họ có tha cho em không? Bọn họ sẽ tận dụng hết cơ hội này, đẩy em lên đầu ngọn gió truyền thông để mặc người đời chỉ trích và mắng mỏ em. Khi đó, sự nghiệp của em coi như xong đấy. Diệm Man nghe anh nói xong, cô cảm thấy có lý. Anh nói thực sự không sai. Giả sử đêm qua cô bị hại, thì ngày hôm nay cũng là ngày sự nghiệp của cô chấm dứt hoàn toàn. Kẻ muốn ra tay với cô rõ ràng đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Đầu tiên là hạ thuốc cho cô khi mà cô không biết, sau đó đưa cô lên căn phòng này. Mạc Đình Kiên chỉ cần đến muộn một chút thì cô coi như tiêu đời. Chuyện đó xảy ra thật, không chỉ khiến cô bị người đời ruồng bỏ mà bị Mạc Đình Kiên hiểu nhầm, cô sẽ mất đi tất cả. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Diễm An cảm thấy rùng mình và sợ hãi. Lúc này cô mới thấy, bản thân mình thực sự may mắn khi được mạc đình kiên luôn luôn xuất hiện kịp thời và cứu nguy cho cô nhớ lại tối hôm qua cô gặp như thanh ở câu lạc bộ lại trùng hợp lúc thuốc phát tán lại đụng chị ta và sau đó được chị ta đưa đến căn phòng này rồi sáng ngày hôm sau phóng viên lại trực chờ sẵn ở đây để xem trò cười của cô ánh mắt của diễm an lại càng u ám dường như cô đoán ra được kẻ âm thầm ra tay hại mình chính là ai? Cô ta muốn một mũi tên trúng hai đích. Một là hủy hoại cuộc đời của cô, như vậy thì Mạc Đình Kiên sẽ thuộc về cô ta. <laughs> Đúng là nực cười, vốn dĩ không yêu, nhưng cô ta lại cố chấp với những suy nghĩ, chỉ cần loại bỏ an, sẽ có được tình cảm của Đình Kiên mà không hề hay biết rằng cách làm của chị ta đang từng bước từng bước đẩy Mạc Đình Kiên xa chị ta nhiều hơn. Đình Kiên nhìn vẻ mặt suy tư của cô, anh nghi hoặc. An này, có phải em đoán được kẻ muốn hại em là ai rồi có phải không? Diệm An ngẫm nghĩ giây lát sau đó gật đầu. Chuyện này nếu như cô không nói ra thì Mạc Đình Kiên sớm muộn cũng điều tra ra được. Cô không phải là thánh mẫu, người hại mình nhăm nhe người yêu của mình. Mà mình lại giấu giếm chuyện xấu hộ cô ta sao? Cô làm không được. Mạc Đình Kiên, em đoán đó là mộc như thanh ánh mắt của đình kiên lóe lên vài gợn sóng lăn ton sao em lại nói vậy diễm an kể lại chuyện hôm qua cho anh nghe sau khi nghe xong sắc mặt của đình kiên càng tệ hơn ban đầu diễm an nhìn dáng vẻ của anh cô nói tiếp đình kiên à đây chỉ là suy đoán của em thôi biết đâu em và chị ta gặp nhau chỉ là sự trùng hợp tuy nhiên diễm an biết lời này của mình chả có tác dụng là bao nhìn cách cư xử của như thanh đối với cô như tình địch chuyện chị ta có mặt ở câu lạc bộ vào đúng thời điểm như vậy chắc chắn không phải là sự trùng hợp mà là được sắp xếp sẵn dù sao thì như thanh cũng thường sống cùng một mái nhà với mạc đình kiên từ lúc bé gia đình anh ta lại yêu quý chị ta như vậy chuyện này xảy ra với cô diễm an quả thực có chút tò mò không biết đình kiên sẽ giải quyết chuyện này ra sao không phải là vì cô không tin tưởng vào mạc đình kiên từ lúc mộc như thanh xuất hiện cho đến nay anh đều giữ khoảng cách với chị ta luôn luôn bảo vệ và bênh vực cho cô trước mặt chị ta cô biết tình cảm anh dành cho cô nhưng mà chuyện của mộc thanh còn liên quan đến quan hệ thân thiết gắn bó của mạc gia và mộc gia nữa diễm an cũng không muốn đẩy anh vào tình thế khó xử cho nên anh giải quyết chuyện này thỏa đáng hay không cô cũng không mong muốn anh vì cô mà khiến mối quan hệ bao nhiêu năm của hai gia đình trở nên tồi tệ. Tất nhiên là như Thanh làm sai, cô không bao giờ bỏ qua cho chị ta. Mạc Đình Kiên suy ngẫm một chút, sau đó mới lên tiếng. Chuyện này còn cần phải có bằng chứng nữa sao? Bằng chứng rất rõ ràng rồi, là cô ta muốn hủy hoại em còn gì? Khi nói ra câu này, giọng điệu của anh rất lạnh, dịa màn biết. Anh đã nghĩ ra nên xử lý chuyện này như thế nào, trong lòng có tò mò thì cô cũng không muốn hỏi quá sâu. Cô tin Mạc Đình Kiên sẽ đối xử công bằng, không khiến cho cô phải chịu thiệt thòi. Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, quả thực là Đình Kiên có tìm đến Như Thanh, cảnh cáo cô ta tốt nhất đừng có động đến Diễm An. Như Thanh không cam tâm, cô ta cười nhưng hai con mắt lại đỏ hoe. Mạc Đình Kiên anh vì một người phụ nữ, mới ở bên cạnh anh có 2 năm mà anh không hề nể nang gì, mối quan hệ của em và anh bây giờ sao? Mối quan hệ của Mạc gia và Mộc gia nữa, rốt cuộc anh bị cô ta bỏ bùa, có phải không? Ánh mắt của Đình Kiên âm trầm lạnh lùng khi nhìn cô ta, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ ấm áp lúc nhỏ mà anh dành cho cô ta nữa, ngay cả một chút tình cảm dành cho cô ta như anh trai đối với em gái cũng hoàn toàn biến mất. Giờ đây Mạc Đình Kiên không còn coi trọng tình cảm này. Mộc Như Thanh đau đớn không thôi. Người trước mặt là người mà chị ta yêu. Đã từng cùng nhau lớn lên, người ấy lại càng ngày càng xa cách cô ta. Đối xử với cô ta mỗi lúc một lạnh lùng. Cô ta vẫn luôn tự lừa dối chính mình. Rằng chỉ cần bọn họ kết hôn, cô ta nhất định có thể khiến cho Đình Kiên yêu cô ta. Thậm chí năm đó khi đình kiên kiên quyết hủy hôn ước cô ta không tiếc lấy mạng sống của mình ra để ép anh và mạc ra không được hủy bỏ hôn ước đó cô ta có một cái mạng dùng cũng dùng rồi thử đổi lại cuối cùng vẫn chẳng phải là thứ cô ta mong muốn mạc đình kiên yêu người đàn bà khác quyết tâm hủy hôn ước với cô ta anh vì cô ta còn đe dọa đến cả tập đoàn mộc thị nước cờ này của đình kiên quả thực rất độc. Anh biết Mộc Gia nếu như mất đi Mạc Gia thì khó có thể tồn tại. Vì Mộc Gia đã từng có một khoảng thời gian, kinh tế suy thoái, công ty suýt trên đà phá sản và chính Mạc Gia đã giang tay giúp đỡ để Mộc Gia có được như ngày hôm nay. Đình Kiên thừa biết, dù là Mộc Như Thanh hay bố mẹ cô ta cũng không cho phép điều này xảy đến. Như Thanh này, tôi nói thật nhé từ trước tới giờ tôi chưa từng có tình cảm với cô người tôi yêu là diễm an cô động vào cô ấy chính là động vào giới hạn của tôi lần này cô ấy không xảy ra chuyện gì tôi có thể không truy cứu cô nhưng mà cô buộc phải quay trở lại nước ngoài và tốt nhất cô đừng bao giờ quay trở về thành phố này nữa như thanh nghe câu nói này của đình kiên tức giận đến mức bật cười, <cười> Hóa ra anh muốn đuổi em về Mỹ Bởi vì sợ em tiếp tục động đến diệm an của anh sao Đình Kiên à Anh tàn nhẫn thật đấy Đình Kiên không bị những lời nói này làm cho dao động Nếu như quay về Mỹ Cô chịu sống an phận Tôi đảm bảo rằng Mộc Gia và Mạc Gia Không bao giờ hủy bỏ Hợp tác với nhau Cùng nhau phát triển Mạc Gia tiếp tục giúp đỡ Mộc Gia phát triển Như những năm trước đó còn nếu như cô cố chấp không chịu quay về Còn động đến người không nên động Tôi nghĩ Bản thân của cô Sẽ biết nên làm như thế nào Để gánh hậu quả rồi chứ Cô nên cân nhắc cho kỹ vào Nói xong Mạc Đình Kiên quay người rời đi Bỏ lại mộc như thanh tước đến run người ở phía sau Cô ta nhìn theo bóng lưng lạnh lùng Không có chút lưu luyến nào của anh Bỗng dưng cảm thấy tủi thân Khổ sở vô cùng Yêu một người là sai sao? Không, cô ta không sai. Từ bé hai gia đình vẫn luôn tạo điều kiện cho cô ta có được nhiều cơ hội để được ở bên cạnh đỉnh kiên. Mới để cô ta ở lại mạc ra vài năm sinh sống. Nhưng khi lớn lên, cô ta là người thừa kế duy nhất của Mộc Gia, buộc phải ra nước ngoài học tập sinh sống và phát triển sự nghiệp. Cô ta nỗ lực qua từng năm, thời gian bận rộn đến mức hầu như không thể nào về nước là vì ai, chính là vì Mạc Đình Kiên còn gì? Bởi vì anh quá hoàn hảo, cô ta muốn bản thân mình phải thật tài giỏi, giống như Đình Kiên để có thể đứng bên cạnh Đình Kiên đường đường chính chính, khiến cho người khác ngưỡng mộ. Vậy mà trong thời gian cô ta nỗ lực không ngừng nghỉ, lại có một người khác xuất hiện, cướp đi thứ vốn dĩ là của cô ta. Bảo cô ta để yên cho Diễm An sao? Không. Không bao giờ, không thể nào. Thời gian dần dần trôi đi, dạo gần đây Diễm An cảm thấy cơ thể mình hơi khác lạ, cô rất hay buồn nôn, ngắn ngầm đồ ăn, khẩu vị thay đổi liên tục. Hôm nay cũng vậy, Diễm An vừa mới ngửi thấy mùi cá, cô vội vàng chạy vào nhà tắm để nôn ọe. Lúc bước ra ngoài, sắc mặt của cô tái nhợt. Đình Kiên đỡ cô ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi Han: Em có cần đi khám không? Em không sao thật chứ? Dạo này cơ thể của em hay nôn nao. Em không biết là mình bị làm sao. Ánh mắt của Đình Kiên lóe lên một tia sáng. Phiến môi mỏng câu lên một nụ cười. Nếu anh đoán không nhầm, thì em có thai rồi đấy. Ăn cơm đi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện khám nhé. Dịa màn ngơ ngác trước câu nói của Mạc Đình Kiên, nghĩ lại những biểu hiện của cơ thể gần đây Diễm An mới đầu chỉ nghĩ là do dạ dày cô không tốt. Nhưng sau khi nghe câu nói của Mạc Đình Kiên, cô cũng hơi nghi ngờ. Bản thân mình biết đâu, đã mang thai. Ăn trưa xong Mạc Đình Kiên đưa Diễm An đến khoa sản của bệnh viện. Mạc Đình Kiên chờ đợi Diễm An khám tầm hơn 20 phút. Lúc cô trở ra ngoài, trên tay cầm một tờ giấy, nét mặt của cô toàn là ý cười. Mạc Đình Kiên hồi hộp nhìn về mặt của cô sao thế sao rồi đình kiên à em có thai rồi diễm an đưa giấy khám thai cho anh nét mặt của đình kiên mừng rỡ vô cùng anh ôm lấy cô cúi đầu hôn lên chán cô diễm an à cảm ơn em anh vui quá diễm an cảm nhận được niềm vui như vỡ òa của đình kiên cô vui vẻ vỗ vai anh cô biết mặt đình kiên đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi giờ đây tin vui đấy đã đến chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc. Bệnh viện này vốn thuộc quyền quản lý của tập đoàn Mạc Thị. Mạc Đình Kiên đưa Diễm An đến đây khám công khai, chắc chắn là Đình Xuyên và chị dâu Tâm Nhu đều biết. Tin tức này rất nhanh, truyền đến tay ông bà Mạc và Mộc Như Thanh. Có người vui mừng, dĩ nhiên có người lại không vui. Như Thanh biết tin này, cô ta lại càng lo sợ địa vị của bản thân mình ở Mạc Gia, không còn nữa. Dịa màn cô con với đình kiên Mạc ra không còn chú ý Đến chuyện Của mộc ra nữa Chắc chắn Là còn muốn ngăn cản Mạc đình kiên cưới chị ta Còn chị ta Lại như một món hàng bị bỏ rơi Không ai thèm quan tâm Không ai thèm để ý Thực sự Thực sự căm ghét Thế nên Mộc Như Thanh không thể nào ngồi yên một chỗ chờ chết Cô ta phải làm cái gì đó với đứa con của Diễm An, chỉ cần một mình Diễm An đã là một mối đe dọa với cô ta rồi, cô ta không thể nào để đứa bé xuất hiện. Mộc Như Thành đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ một hồi, và cuối cùng cô ta rút điện thoại ra, gọi cho ai đó. Alo. Cậu giúp tôi điều tra mối quan hệ của Diễm An với những người thân thiết xung quanh cô ta dạo gần đây, rồi ngay lập tức gửi thông tin qua cho tôi mấy hôm nay diễm an đều bận rộn tham dự một vài sự kiện của nhãn hàng hợp tác lâu năm với cô cô là người đại diện chính của nhãn hàng không thể nào vắng mặt trong các sự kiện đó tuy nhiên diễm an khi đi tham dự sự kiện cô không còn đi giày có gót nữa thay vào đó cô đổi sang trang phục dạo hội dài che khuất đi đôi giày thể thao của mình rằng cô vốn đẹp sẵn rồi cho nên dù là trang phục ngắn hay dài đều tô lên vóc dáng thanh tao cao quý nhã nhặn của cô Tối nay Diễm An trùng hợp lại gặp Hoài Lâm ở buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của hãng LV này. Diễm An cũng không quá bất ngờ. Anh ta vốn là ảnh đế, được vô số các thương hiệu nổi tiếng săn đón. Hoài Lâm cầm một ly rượu đưa cho cô, khóe môi hơi mỉm cười. Là một ly chứ? Hôm nay tôi không thể nào uống cùng anh được rồi. Tôi đang có thai. Hoài Lâm nghe xong sừng sốt sau đó đặt ly rượu về chỗ cũ lấy cho diễm an một ly nước ép lần này cô không từ chối đưa tay nhận lấy cảm ơn anh có thai mấy tháng rồi là con của mạc đình kiên sao hoài lâm nói xong cảm thấy câu hỏi của mình rất thừa thãi anh ta vẫn luôn theo dõi tin tức của cô trên mạng xã hội dù bọn họ không thường xuyên gặp mặt nhau thời gian trước đình kiên và diễm an còn công khai mối quan hệ trước giới truyền thông hiện tại cô đang có con ngoài của mạc đình kiên thì còn là của ai chứ diễm an hơi liếc mắt nhìn hoài lâm khiến cho hoài lâm gượng gạo đổi sang chủ đề khác bọn họ trò chuyện không lâu liền có người gọi cô rời đi khi tiệc kết thúc cô đi lấy xe đang định rời khỏi khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc bỗng thấy hoài lâm tự tiện chui vào trong xe của cô một cách thản nhiên diễm an nghi hoặc nhìn hoài lâm anh cố anh lên xe tôi làm gì trợ lý của anh đâu Hoài Lâm ngồi trên ghế phụ Thắt đai an toàn và nói với cô Trợ lý của tôi có việc bận Nên đi trước rồi Cô thấy rồi đấy tôi không có xe Ở đây tôi chỉ quen biết mỗi mình cô Diễn viên lệ Độ lượng cho tôi đi nhờ một đoạn nhé Mặt của cô giật giật Hoài Lâm nghĩ rằng Cô sẽ tin lời của anh ta sao Cho dù trợ lý anh ta lái xe đi thật Chỉ cần anh ta nói một tiếng Nhãn hàng chắc chắn sẽ sắp xếp đưa anh ta về nhà an toàn bằng xe của họ. Rõ ràng là anh ta cố tình lên xe của cô. Diệm An không cố chấp và cô cũng không từ chối Hoài Lâm. Chỉ là một đoạn đường cô không đến mức khó khăn không cho anh ta đi nhờ. Bởi vì dù sao trước đó Hoài Lâm cũng từng giúp đỡ cô không chỉ một lần có qua có lại mới tọa lòng nhau. Vốn dĩ hai hôm nay Đình Kiên đi công tác anh dặn cô đi đâu cũng phải đem theo tài xế tuy nhiên sáng nay tài xế đột nhiên có việc bận nên xin cô nghỉ diễm an không phải là chưa từng lái xe dạo trước cô từng tự mình lái xe ra ngoài cho nên cũng không có ý định làm khó cho tài xế cô nào biết bởi vì việc làm ngày hôm nay của mình mà dẫn đến hậu quả không thể nào lường trước diễm an khởi động vô lăng lái xe rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc trên đường đi cô cảm nhận được ánh mắt của Hoài Lâm cứ nhìn mình chăm chú Diễm An vốn định làm ngơ nhưng mà không nhịn được cô đành cất tiếng hỏi này này trên mặt của tôi dính cái gì à không tôi chỉ thắc mắc thôi cô và Đình Kiên quen biết nhau lâu chưa nhắc đến Đình Kiên nét mặt của cô vô cùng dịu dàng ừm um, khá lâu rồi trước khi gặp tôi hai người quen biết nhau rồi sao ừ tôi quen biết anh ấy từ ngày đầu còn chập trũng trong giới giải trí tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ anh ấy ở sau lưng giúp đỡ cho tôi hoài lâm nghe xong như hiểu ra mọi chuyện anh ta cảm thấy câu nói vừa rồi thật là nực cười biết bao đình kiên và diễm an quen biết đã lâu bọn họ yêu đương không phải là ngày một ngày hai <laughs> anh ta đang chờ đợi điều quái gì chứ anh ta rõ ràng là người đến sau. Thích Diễm An vốn là chuyện không lường trước. Khi biết cô có bạn trai rồi, đáng lẽ anh ta nên từ bỏ. Nhưng mà anh ta lại cố chấp, cứ cố chấp theo đuổi cô. Bây giờ anh ta đến cả tư cách, nói thích cô còn không có, bởi vì anh ta sắp kết hôn rồi. Và đối tượng kết hôn còn là em gái cùng cha khác mẹ với Diễm An. Đó chính là Lệ Yến Chi. Cố Hoài Lâm đang còn nhớ, hôm đó anh ta uống say bí tỉ, Yến Chi theo đuổi anh ta đã lâu, bỏ thuốc vào trong rượu, dưới tác dụng của thuốc kích dục, anh ta đã chạm vào Lệ Yến Chi, khiến cho cô ta mang thai con mình. Hoài Lâm không phải là tiểu nhân, cho dù anh ghét Yến Chi, nhưng đứa nhỏ trong bụng cô ta dù gì cũng là máu mủ của anh. Mặc dù là vậy, Hoài Lâm cũng không có ý định kết hôn với Yến Chi. Con của anh và cô ta chắc chắn anh không bỏ anh sẽ cho nó tình thương của cha theo cách khác nhưng đáng tiếc bố mẹ anh lại không đồng ý bắt anh phải kết hôn để cho yến chi một danh phận nghĩ đến đây hoài lâm lại cảm thấy vô cùng đau đầu cho đến hôm nay anh ta vẫn còn cảm xúc với diễm an anh ta không hề muốn cưới yến chi mới kéo dài thời gian trần trừ và chưa kết hôn diễm an đang lái xe bỗng phát hiện có điều gì đó không đúng. Cô muốn dừng xe lại, nhưng lại không thể nào dừng được. Dị màn có phần hoàng hốt, loài hoài thử hết cách. Ngay cả khi cô tắt máy, thì chiếc xe này vẫn chạy đều, không có dấu hiệu dừng lại. Hoài Lâm cảm nhận được tốc độ của dĩa man càng lúc càng nhanh. Anh ta giật mình quay sang nhìn cô, đập vào mắt là nét mặt cuống cuồng, hoang loạn của cô. Đáy lòng của Hoài Lâm khẽ động, anh ta lo lắng cô không dừng được xe sao diễm an gật đầu vẻ mặt của cô như khắp sắp khóc đến nơi anh cố tôi không biết tại sao lại không thể nào dừng được xe hoài lâm kinh hãi vội vã trồm người sang chạm vào vô lăng của cô thử tìm cách để dừng xe nhưng anh ta không thể nào dừng được hơn nữa trong xe còn bốc lên một mùi gì đó vô cùng kỳ lạ đó chính là xăng cả cố hoài lâm và diễm an đều kinh hãi nhìn nhau Tầm này trên đường cao tốc có rất nhiều xe đi ngang qua. Nếu không tìm cách dừng xe lại, có thể đâm vào xe người khác, hoặc là bị đâm, bất cứ lúc nào. dịa màn có điều chỉnh thế nào, xe vẫn như mất lái, lao như gió trên đường, hết xiên vẹo bên này, lại xiên vẹo bên kia. Hôm nay cô còn không cầm theo dây chuyền, gắn chip mà Mạc Đình kiên tặng cho cô diệm an vội vàng lấy điện thoại muốn gọi cho anh nhưng chiếc xe này lao đi quá nhanh cô cầm điện thoại không chắc khiến nó rơi xuống dưới xe Cố hoài lâm nhìn vẻ mặt của cô anh ta rất hoàng sợ biết là cô đang mang thai anh ta càng không thể nào để cô xảy ra bất cứ chuyện gì được diệm an cô bình tĩnh một chút chúng ta sẽ không sao đâu xe lao trên đường không biết đã bao lần suýt đâm vào xe khác có rất nhiều xe trên quốc lộ ngang qua xe cô, tiếng chửi bới cũng truyền qua xe, rơi vào tay của cô và Hoài Lâm. Nhưng bọn họ thực sự không có cách nào có thể dừng xe được, mùi xăng thì càng lúc càng nồng nặc. Diệm Hàn nhận thấy rõ tình hình không ổn, cô một tay chạm vào vô lăng, một tay theo bản năng ôm bụng, bảo vệ đứa con trong bụng mình suốt cả quãng đường dài. Bỗng nhiên lúc này có một chiếc xe đang lao về phía xe của cô. Cô hoàng hốt kinh hãi, muốn né tránh sang một bên. Cố Hoài Lâm cũng vội vàng chạm vào vô lăng. Anh muốn đổi hướng, rẽ tránh chiếc xe kia đang lao đến. Nhưng đáng tiếc, không tránh được. Xe của Diệm An và Cố Hoài Lâm bị chiếc xe kia tông vào. Cả cô và Cố Hoài Lâm đều bị ngã về phía trước. Dĩa màn vô thức ôm lấy bụng mình Mà cố hoài lâm theo bản năng Cũng chắn trước cô Bảo vệ cho cô Bùm Mùi xăng nồng nặc cùng mùi máu trong khoang xe Sộc vào mũi của cô Nhận lúc cô còn một chút ý thức Cô thều thào cất tiếng gọi hoài lâm Anh cố Anh không sao chứ Đáp lại câu nói của cô Chính là sự im lặng cùng cực Dịa man cắn răng chịu đựng đau Sắc mặt cô trắng bệch Cô vươn tay chạm vào lưng của cố Hoài Lâm. Toàn là máu. Hoài Lâm à, anh đừng im lặng. Anh đáp lại tôi đi. Anh chắc chắn không sao đúng không? Cố Hoài Lâm. Lúc này bụng cô cuộn trào cơn đau nhói. Cô cảm nhận rõ ràng do sự va đập mạnh vừa rồi. Máu ở hạ thân đã chảy không ngừng. Cô đau đến mức chán diện đầy mồ hôi. Sức lực gần như không còn. Sự đau đớn xâm chiếm cơ thể cô càng lúc càng mạnh khiến cô không tài nào chịu nổi như ý thức được điều gì đó cô dường như không thể nào chấp nhận nổi nói dứt câu đó cô cũng chìm vào hôn mê sâu hai mắt nhắm chặt một giọt nước mắt chảy xiết xuống gò má của cô lẽ nào cô và con của cô sẽ chết tại nơi này sao cùng đêm hôm đó mạc đình kiên đang công tác ở thành phố di nghe tin cô xảy ra tai nạn anh lập tức trở về thành phố s Lúc anh chạy đến bệnh viện, diễm an và cố hoài lâm vẫn đang trong phòng cấp cứu. Trong mắt mạc đình kiên lộ rõ sự lo lắng bất an. Hai mắt hiện đầy tơ máu. Trong lòng như có hàng ngàn con kiến cấu xé nóng như lửa đốt. Mỗi phút giây trôi qua chờ đợi giống như là cả một thế kỷ. Chưa bao giờ mạc đình kiên lại cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Cuối cùng sau ba tiếng đèn phòng cấp cứu cũng tắt mạc đình xuyên cùng với y tá đưa diễm an đang hôn mê bất tình ra khỏi phòng cấp cứu mạc đình kiên vội vàng chạy tới hỏi anh trai anh à cô ấy sao rồi đình kiên anh xin lỗi anh đã cố gắng hết sức nhưng đứa bé không thể nào giữ được đình kiên hoảng hốt cõi lòng truyền đến một cơn đau nhức nhối sự đau đớn như lan truyền khắp tứ chi khiến anh ngơ ngác đứng ở đó giống như không dám tin vào tay mình. Mạc Đình Xuyên nhìn vẻ mặt đau đớn khổ sở của em trai, trong lòng anh cũng không hề dễ chịu. Mất con là một chuyện vô cùng đau đớn. Anh ấy đã trải qua cái cảm giác đó, cơn đau ấy cho đến ngày hôm nay cũng không thể nào thuyên giảm. Mạc Đình kiên khó khăn cất tiếng. Còn cô ấy thì sao anh? Cô ấy không sao đúng không anh? Ừ. Em yên tâm An qua khỏi cơn nguy kịch rồi Sức khỏe của ấy hiện tại còn rất yếu Đình Xuyên dứt lời vỗ vai em trai Sau đó rời đi Còn Đình Kiên suy nghĩ thông suốt rồi Sau này con của bọn họ sẽ còn có Nhưng sức khỏe của An Mới là điều quan trọng nhất Thật may mắn bởi vì cô đã qua cơn nguy kịch Tảng đá đè nặng trong lòng anh Cuối cùng cũng hạ xuống anh trở về phòng bệnh của cô, nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, cõi lòng đau nhói vô cùng. Diễm An là bảo bối tâm can của anh, cô xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, Đình Kiên vô cùng tự trách. Bởi vì không thể nào bảo vệ được cô và con của họ. Buổi sáng hôm sau, Diễm An tỉnh dậy, mí mắt cô nặng chịu, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc khử trùng bao quanh căn phòng bệnh. Đầu của cô đau nhói, trong đầu bất giác tái hiện lại hình ảnh của ngày hôm qua. Dịa màn hoàng hốt giật mình, vội vã nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Đình Kiên, đang ngủ gật bên cạnh cô, cõi lòng cô thực sự không khỏi xót xa Chắc hẳn là anh rất lo cho cô, mặc Đình Kiên đâu ngủ đâu, anh mở mắt, nhìn thấy cô, anh vội vàng cầm lấy bàn tay của cô. Anna, à, em tỉnh rồi sao? đình kiên con của chúng ta nhắc đến đứa nhỏ trái tim của đình kiên nhói đau anh nặn ra một nụ cười nói với cô diễm án sau này nhất định chúng ta sẽ có con dù đã đoán được kết quả nhưng chính tay nghe đình kiên nói con của họ mất rồi đáy lòng của cô đau đớn chua xót không thôi hải mắt cô đỏ hoe trong đáy mắt long lanh ánh nước từng giọt lệ chảy xiết nơi gò má cô hé môi cảm nhận được dư vị mặn đắng của nước mắt đình kiên ơi em xin lỗi là em không thể bảo vệ được con của chúng ta đình kiên xót xa lau nước mắt cho cô diễm an à sức khỏe của em hiện tại là quan trọng nhất là em không tốt là em chủ quan em không xứng đáng làm mẹ ngay cả con mình em còn không bảo vệ được đồ ngốc nào, có lẽ con không có duyên với chúng ta. Đây không phải là lỗi của em, em đừng khóc. Diễm An khóc lóc, được Đình Kiên khuyên giải, cuối cùng cũng mới bình tĩnh trở lại. Cô nằm trên giường bệnh, không có tâm trạng ăn uống hay làm gì. Ngay lúc Đình Kiên chuẩn bị rời đi, Diễm An bỗng cất tiếng. Đình Kiên à, Hoài Lâm thế nào rồi? hôm qua chính anh ta là người dùng thân mình để bảo vệ cho cô cho nên cô mới không bị thương nặng chỉ bị chấn động não nhẹ và tổn thương vùng bụng dẫn đến việc xảy thai còn hoài lâm thì khác hôm qua anh ta chảy máu rất nhiều cô thực sự rất lo cho hoài lâm cậu ta hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu chưa tỉnh lại diễm an gật đầu lòng cô như nhẹ đi phần nào cố Hoài Lâm không sao là tốt rồi. Cô thực sự rất mong anh ta sẽ sớm tỉnh lại. Diệm An ngước đôi mắt đỏ hoe. Đình Kiên, anh... anh không trách em sao? Hôm qua cô không chỉ tự tiện lái xe, còn cho cố Hoài Lâm đi nhờ, mà không cho anh biết. Ngay cả sợi dây chuyền quan trọng như vậy mà cô cũng không đeo. Đình Kiên hơi nhíu mày, cốc nhẹ vào chán cô. Em nghĩ anh là người không hiểu chuyện, không biết lý lẽ sao Diệm màn lắc đầu Từ lúc bọn họ yêu đương Có thể nói rằng Đình Kiên rất tin tưởng cô Tuy anh vẫn có những sự ghen tuông vô cớ Nhưng không còn gai gắt như lúc trước Khi bọn họ Chưa xác định mối quan hệ Diệm màn rất vui Bởi vì anh luôn tin tưởng cô tuyệt đối Dù là trong mọi tình huống Nhưng Diệm An nghĩ sai rồi mạc đình kiên không trách cô không truy cứu chuyện cô và cố hoài lâm ở cạnh nhau lúc bị tai nạn là bởi vì anh biết chuyện hoài lâm bị thương rất nặng là để bảo vệ cho cô nếu hôm qua hoài lâm không có trên xe không bảo vệ cho cô thì anh không dám tưởng tượng diễm an đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp suy cho cùng là anh nợ cố hoài lâm cho nên anh phải tìm đủ mọi cách phải tìm kiếm các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới để cứu sống Hoài Lâm. Nếu như Hoài Lâm chết, Diễm An sẽ ôm theo tội lỗi cả đời. Cứ như vậy mà sống dai dứt. Mạc Đình Kiên không muốn điều đó xảy ra. Diễm An Anh biết Em lo cho cố Hoài Lâm Anh biết Anh ta vì bảo vệ em nên mới xảy ra chuyện Nên Anh phải cảm ơn anh ta Lúc anh không có mặt ở đây chính anh ta đã bảo vệ em hiện tại anh ta đã qua cơn nguy kịch sớm muộn sẽ tỉnh lại nếu em muốn đi thăm anh ta anh đưa em đi nhưng trước tiên em phải cố gắng ăn uống bổ sung chất dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe nhé cô nghe anh nói như vậy hốc mắt không kìm được nữa nước mắt cứ như vậy chảy dài cô gật đầu nắm chặt lấy bàn tay của đình kiên em biết rồi em biết rồi ừ Em nghĩ thông như vậy là tốt." Buổi chiều Đình Kiên ra ngoài, Diễm An đoán chắc hẳn là anh đi tìm bác sĩ, hỏi han về tình hình sức khỏe của cô. Diễm An ở một mình trong phòng, cô lấy điều khiển mở TV xem, đúng lúc nhìn thấy bảng tin về vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc ngày hôm qua của cô và Cố Hoài Lâm. Tin tức cô và Hoài Lâm bị tai nạn đã lan truyền khắp mạng xã hội, có rất nhiều fan lo lắng cho tình hình sức khỏe của bọn họ còn đòi muốn đến bệnh viện thăm nhưng bọn họ là người nổi tiếng ở bệnh viện cũng được bảo vệ nghiêm ngặt dù là fan cũng không thể nào vào thăm được đúng lúc này cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra yến chi hùng hổ bước vào nhìn thấy diễm an cô ta liền muốn lao đến đánh cô cũng may lúc đó tô lam đến vừa nhìn thấy tình cảnh này vội vàng kéo yến chi ra ngoài này cô kia cô phát điên cái gì thế à Diễm An cũng cau mày khó hiểu Hỏi cô ta Yến Chi Cô đến đây làm gì Yến Chi bị Tô Lam giữ cựa quậy điên cuồng Ánh mắt căm hận Giận dữ tột cùng Diễm An Bên cạnh chị có một mạc đình kiên rồi Mà chị còn cảm thấy chưa đủ à Chị còn nhăm nhe cướp chồng của tôi Tại sao chị chơ chẽn lẳng lơ thế à Thật sự Tự dưng cô ta vác bụng bầu đến đây Để đánh mắng cô Cô thực sự không hiểu Yến Chi cô nói như vậy là sao Tôi cướp chồng ai Khi nào Cô có bằng chứng hay không Mà đến đây nói nhăng nói cuội <laughs> Chị đừng có giả vờ ngây thơ dáng vẻ này của chị Chỉ lừa được đàn ông chứ không lừa được tôi Chị cướp chồng của em gái mình Mà chị còn cháo trở Chối cãi sao Tô Lam không nhịn được Đành xiết vai của Yến Chi Lườm cô ta cháy mặt này Yến Chi Nói có sách mách có chứng Cô đang đặt điều vu khống cho bạn tôi đấy Đặt điều vu khống sao Diệm An Chồng của tôi và chị gian gian diêu díu, Anh ấy thậm chí còn vì chị mà không tiếc mạng sống Che chắn cho chị Để chị được bình an Bây giờ anh ấy đang còn hôn mê trong bệnh viện Vậy mà chị nằm đây chối cãi Chị hoàn toàn không xứng với anh ấy Tại sao còn cố gắng bám giết anh ấy không buông Yến Chi nói đến đây diễm an liền hiểu ngay thì ra đó chính là cố hoài lâm là chồng của yến chi sao dù là bạn bè cố hoài lâm cũng không nói chuyện này cho cô biết sao hơn nữa đời tư của hoài lâm khá kín đáo những tin tức như vậy nếu không phải chính tai nghe thấy thì thực sự khó tin diễm an nhìn phần bụng đang nhô lên của cô ta cõi lòng cô bất giác chuyển đến một cơn đau xót nếu con của cô còn sống thì thật tốt biết bao yến chi nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình cô ta khó chịu cảnh cáo diễm an tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng có dở trò gì với con của tôi diễm an bị câu nói đề phòng của yến chi làm cho hồi thần cô nhíu mày giải thích tôi không biết mối quan hệ của cô và hoài lâm Và tôi và hoài lâm chỉ là bạn bè bình thường hoàn toàn không có quan hệ bất chính như cô nghĩ Yến Chi dĩ nhiên là không tin vào mấy lời nói giải thích vô nghĩa này rồi bởi vì cô ta biết người mà Hoài Lâm thích chính là Diễm An. Thậm chí trong điện thoại của anh còn lưu rất nhiều hình ảnh của chị. Nhưng mà cô ta tự lừa dối chính mình rằng chỉ cần cưới Hoài Lâm rằng anh ta sẽ quên đi Diễm An toàn tâm toàn ý với cô ta và đứa con trong bụng. ấy vậy mà Hoài Lâm hoàn toàn chẳng nghĩ gì cho cô ta và đứa con này vào thời khắc quan trọng lại không tiếc mạng sống để bảo vệ cho Diễm An. Đây là điều mà cô ta không thể nào chấp nhận. Nhưng anh ấy thích chị, chị không nhận ra. Anh ấy thậm chí có thể chết vì chị. Chị nói hai người chỉ là bạn bè, ai mà tin đây? Tô Lam không nhịn được, tròn mắt và nói ngay. Yến Chi này, cho dù Hoài Lâm có thích Diễm An hay không, thì giữa cậu ấy và anh ta không có quan hệ gì Ngoài quan hệ bạn bè, cô đang mang thai, cô không sợ kích động mà bị sẩy thai à? <laughs> hay lắm, hay lắm, các người đúng là một đôi bạn thân, đều bị mất con như nhau, nên muốn chủ ẻo con của tôi chết chứ gì, các người thật là độc ác. Cả Diễm An và Tô Lam bị câu nói chí mạng này đánh trúng vào tâm lý, nó như một nhát dao đâm vào trái tim của hai người, sắc mặt Diễm An lạnh đi yến chi này cô đừng nghĩ ai cũng xấu xa như cô <laughs> chị cứ chờ đấy tôi sẽ khiến cho cuộc đời của chị bị hủy hoại sự nghiệp của chị sẽ bị tiêu tan rất lời yến chi quay người ôm theo một bụng tức giận đẩy mạnh cánh cửa và rời đi diễm an xoa xoa mi tâm nét mặt của cô mệt mỏi tô lam sao cậu lại đến đây cậu bị tai nạn tin tức lớn như vậy làm sao mình có thể ngồi yên? Không ngờ lúc mình đến lại gặp Yến Chi muốn lao vào đánh cậu. Cô ta đúng là bị điên rồi. <laughs> Vì yêu mà điên là chuyện thường tình ấy mà. Tô Lam nhìn Diễm An, trong lòng lại cảm thấy xót xa không thôi. Cô đã trải qua cái cảm giác đó, chỉ là bản thân không may mắn như Diễm An, vào lúc nguy cấp có người đứng ra bảo vệ. Diễm An Thấy cậu không sao mình rất vui Cậu còn trẻ Sau này chắc chắn sẽ có con lại Cậu đừng có buồn nhé Ừ Mình hiểu Cậu yên tâm Diễm An này Nhưng tại sao Hoài Lâm Lại ở bên cậu lúc đó Diễm An kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra tối qua cho Tô Lam nghe Sau đó cô nói Lam này Mình nghĩ có kẻ Cố tình động tay động chân vào xe của mình Tô Lam đồng tình với lời nói này của cô, nhìn cô bị hại hết lần này đến lần khác, Tô Lam lại chẳng thể nào giúp được gì cho cô, trong lòng của cô ấy lại càng thêm xót xa. Diễm An, có khi có kẻ nào đó nhắm vào đứa con trong bụng của cậu không? Mình không biết nữa, nhưng mình biết lúc đó, nếu mình ở trên xe một mình, chắc chắn mình sẽ chết cùng con. Lời nói của cô khiến cho Tô Lam lạnh hết cả sống lưng. Ngoài tinh ngữ muốn lấy mạng của cô ra Thì còn ai muốn giết cô chứ Tô Lam nghi hoặc nhìn cô Chả nhẽ Lại là Diệp tinh ngữ sao Tinh ngữ không phải là kẻ ngu đâu Lam mà Cô ta động vào mình Đồng nghĩa với việc Cả Diệp thị cô ta đang cố gắng bảo vệ sẽ mất Đồng thời cô ta phải chịu án tù Mạc Đình Kiên cũng đe dọa đến tinh ngữ Cô ta thông minh như vậy chắc chắn Không dám ra tay với cô Diễm An nghĩ đến một người Nhưng cô lại không chắc chắn Mình đoán Đó chính là Như Thanh Chuyện tai nạn xảy ra không ai mong muốn Đình Kiên sau khi cho người điều tra mới biết Có kẻ cố tình muốn giết Diễm An Và con của mình Hơn nữa kẻ này Ở rất gần bọn họ Còn đang nhờn nhơ Xung quanh bọn họ Đình Kiên biết Kẻ đó là ai Anh cực kỳ tức giận rõ ràng anh bỏ qua cho mộc như thanh một lần và anh cảnh cáo cô ta rồi nhưng mộc như thanh lại không biết phân biệt tốt xấu không yên ổn hài lòng với vị trí hiện tại mà cô ta có cô ta bỏ ngoài tay những lời anh nói ngang nhiên động đến diễm an và con của anh lần này mạc đình kiên không nương tay không nề tình quan hệ thân thiết giữa bố mẹ anh và bố mẹ mộc như thanh nữa anh nhất định phải đòi công bằng cho diễm an Mấy ngày hôm sau, Như Thanh nghe thấy tiếng chuông cổng, cô ta nhìn qua camera, liền hoảng hốt, cô ta run rẩy mở cửa, tỏ ra bình tĩnh. Mấy vị cảnh sát, <laughs> không biết các anh tìm tôi có chuyện gì. Một trong số ba cảnh sát dơ ra một tờ giấy. Cô Mộc Như Thanh, chúng tôi nhận được bằng chứng tố cáo, cô là kẻ đứng sau vụ tai nạn của cô Lệ Diễm An. Cô đã bị bắt. Dứt lời hai vị cảnh sát còn lại tiến lên dùng còng số 8, dòng tay của Mộc Như Thanh cưỡng chế đưa cô ta đi. Mộc Như Thanh cựa quậy, phản kháng liên tục, cãi rằng không phải là cô ta gây tai nạn, nhưng cảnh sát đều bỏ ngoài tai lời nói của cô à. Mộc Như Thanh biết, lần này mình xong đời rồi. Cô ta tự nhận, cô ta là người gây ra tai nạn cho Diễm An, nhưng rõ ràng cô ta đã xóa sạch toàn bộ dấu vết. Kẻ gây tai nạn được cô ta thuê cũng chết rồi tại sao mạc đình kiên vẫn điều tra ra được cô ta chứ sở dĩ cô ta đoán được là đình kiên bởi vì ngoài anh có năng lực đó ra thì không ai có thể khiến cô ta thảm hại như vậy nhưng cô ta không biết tài xế cô ta thuê gây tai nạn vốn chưa chết chỉ là đình kiên che giấu cho anh ta nên mới tung tin giả để như thanh mất cảnh giác không còn đề phòng nữa rồi sau đó mới ra tay vào lúc cô ta nghĩ rằng mình đã chiến thắng. Mạc Đình Kiên và Diễm An ngồi trong xe ô tô đậu cách biệt thự riêng của Mộc Như Thanh không xa, nhìn cảnh tượng cô ta bị bắt. Cô quay sang nói với Đình Kiên. "Đình Kiên, em nghĩ Mộc Như Thanh có nhận tội không? Cho dù không nhận tội, anh phải có cách khiến cho cô ta vào tù." Mộc Như Thanh thật là đáng thương cô ta thà tự hủy hoại chính mình cũng phải khiến em rời xa anh có lúc em nghĩ cô ta ngây thơ người không yêu mình thì cho dù cố gắng cách mấy cũng đâu được đáp lại đâu nhưng cô ta lại không hiểu được điều đó ra tay với em hết lần này đến lần khác đúng cô ta đúng là đê tiện nhưng mà cô ta có máu liều để đạt được mục đích không có chuyện gì là không dám làm ừ đình kiên này người gây ra tội cũng phải vào tù nhận sự trừng phạt thích đáng rồi. Nếu anh vì em mà động đến Mộc gia, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia tộc cũng bị hủy bỏ. Bố mẹ anh cũng rất khó xử, thế nên không được, nhân từ với kẻ thù chính là tự hại chính mình. Đạo lý này anh nghĩ, em phải là người hiểu rõ hơn anh chứ. Mạc Đình Kiên cắt ngang lời cô, một câu nói đơn giản nhưng cô đã đoán được kết cục của Mộc gia sẽ rất thê thảm. Cô thở dài một tiếng. Đúng là Mộc Như Thanh, cô ta không chỉ hủy hoại cô ta mà còn hủy hoại cả một gia tộc. Diễm An cảm thấy đây là kết cục mà cô ta phải chịu. Cô không nổi lòng chắc ẩn với kẻ gây ra cái chết cho đứa con của cô được. Đình Kiên xoa đầu cô, anh chậm rãi lên tiếng. Diễm An này, Như Thanh đã hại chết đứa cháu mà gia đình anh mong mỏi bấy lâu nay. Bố mẹ anh cho dù có quý cô ta cũng không can thiệp vào những chuyện anh làm với mộc gia. không ai có thể chấp nhận một kẻ giết cháu của họ. mấy hôm trước khi cô chưa xuất viện, mạc phu nhân có đến thăm cô. cô biết kỳ thực trong lòng bà đã chấp nhận cô là con dâu tương lai, không còn chấp niệm với như thánh nữa. nghe nói hoài lâm đã tỉnh lại được vài ngày, các vết thương trên người cũng đang phục hồi. diễm an thực sự rất vui đến ngày hôm nay mạc đằng kiên mới cho phép cô đi gặp ân nhân cứu mạng mình bởi vì sức khỏe của cô bây giờ mới tốt cố hoài lâm khoảnh khắc nhìn thấy người đến là diễm an trong mắt của hoài lâm lóe lên một tia sáng sau đó anh ta còn chưa kịp nói gì lại thấy đình kiên đi theo phía sau hai vị khách quý đến thăm khiến tôi khá bất ngờ đấy Diễm An lườm anh ta Nhưng khóe mắt cô lại ươn ướt, ướt Hai người đàn ông thấy Diễm An muốn khóc Trên mặt có chút hoàng hốt Diễm An mỉm cười Đi tới giường bệnh của Hoài Lâm Anh không sao chứ Còn đau không Sự quan tâm bất chợt của cô Khiến Hoài Lâm ngây ra giây lát Anh ta cười cười dáng vẻ cả lơ phất phơ Tôi là đàn ông Mấy vết thương nhỏ này có đáng cái gì đâu Ngược lại là cô đấy lần sau ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân mình tránh cho kẻ khác muốn hại cô hết lần này đến lần khác chứ làm gì có chuyện xe không có vấn đề gì lại đột nhiên mất lái không thể dừng chứ chỉ có thể nói rằng đằng sau đó chắc chắn có kẻ cố tình ra tay với cô lần trước có người muốn hại cô chết lần này lại muốn cô chết trong tai nạn hại cả con của cô khiến cho hoài lâm thực sự lo lắng nhìn phần bụng phẳng lì của cô hoài lâm đoán có lẽ đứa bé của cô không còn cho dù không phải con của anh nhưng mà chỉ cần nghĩ đến diễm màn đau đớn nhường nào khi mất con trong lòng của hoài lâm vẫn thấy tự trách bản thân mình bởi vì anh ta không bảo vệ cho cô được tốt diễm mạn sụt xịt, sau đó mỉm cười trong lòng anh yên tâm đi tôi có mấy cái mạng chẳng phải lần nào cũng hóa nguy thành an sao đình kiên đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện anh cất tiếng cậu cố này lần này cảm ơn cậu đã cứu diễm an một mạng sau này nếu như cậu cần bất cứ sự trợ giúp gì của tôi cậu cứ nói tôi nhất định sẽ giúp cậu trong khả năng của tôi tầm tổng giám đốc mạc đúng là quá lời diễm an và tôi là bạn bè tôi cứu cô ấy là chuyện nên làm thôi không cần ai phải báo đáp đúng vậy Bốn dĩ là anh tự nguyện, anh muốn bảo vệ cho Diễm An. Diễm An buồn tiếng thở dài trong lòng. Cô không phải là kẻ ngốc, sau vụ tai nạn đó lại thêm yến chi tìm đến cô dằn mặt. Diễm An không thể nào tự lừa bản thân rằng, Hoài Lâm chỉ coi cô là bạn. Anh ta thích cô, điều này có lẽ ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ có cô là không. Nghĩ đến việc Hoài Lâm làm cho mình, lòng cô nặng chịu. Đúng là tình cảm của anh ta với cô quá nặng Không biết phải báo đáp anh ta như thế nào đây Tình cảm ư Cô không thể nào cho anh ta được Bởi vì ngoài đình kiên Cô không thể nào rung động với ai được nữa Những thứ khác cô lại chẳng có gì Diễm An không muốn mắc nợ ai Nhưng cô lại nợ người đàn ông trên giường bệnh này Không chỉ một lần Cố Hoài Lâm này Nghe nói anh kết hôn với em gái tôi Anh kết hôn sao không mời tôi tôi chưa kết hôn lệ chi nói linh tinh đấy cố <laughs> hoài lâm tôi mong anh sẽ được hạnh phúc dù là lựa chọn ở bên cô gái nào yên tâm đi tôi nhất định sẽ hạnh phúc khi cô hạnh phúc trải qua nhiều chuyện diễm an cũng trưởng thành hơn cuộc sống của cô đang dần đi vào quỹ đạo bố mẹ của đình kiên cũng chấp nhận đứa con dâu là cô Bây giờ trong giới hào môn hay giới giải trí đều biết cô là con dâu tương lai của Mạc Gia. Có rất nhiều dự án tốt đến tay cô, rất nhiều nhà sản xuất mời cô đóng phim của bọn họ. Một năm gần đây xảy ra nhiều chuyện, Diễm An nghe tin Cố Hoài Lâm và Yến Chi không kết hôn. Con của Yến Chi sinh ra do Hoài Lâm nuôi nấng, Yến Chi cũng thường xuyên ở cạnh con mình. Cô ta buông bỏ chấp niệm với Hoài Lâm, chỉ muốn yên ổn là một người mẹ tốt dành cho con cô ta những thứ tốt đẹp. Còn nghe Mạc Đình Kiên nói rằng như Thành bị kết án tù trung thân, cả quãng đời còn lại sẽ sống trong tù, Mộc Gia cũng bị cô ta khiến cho phá sản. Diệm Hàn rất nhanh trở lại với công việc của mình. Ngoài bộ phim khởi nguồn cũng được công chiếu tại dạp năm ngoái, Dành thu phòng vé luôn đứng đầu, đây là một thu hoạch khá tốt. Không ngờ dành cho cô sau đó bộ phim Thanh Thanh Nhật Lãng cũng là bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất trong năm nay. Kể từ khi công chiếu, được công chúng khen ngợi, các nhà phê bình đánh giá diễn xuất của các diễn viên trong phim rất tốt, là một trong những bộ phim có rating đài cao nhất. Trong năm nay, Diệm An có tên trong danh sách đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất. Buổi tối hôm đó, cô tham dự buổi tiệc trao giải thưởng cho các diễn viên. Cô như một viên ngọc lấp lánh, bước đi trên thảm đỏ, rực rỡ sắc màu. Diệm Hàn tào nhã dùng bút của nhân viên ký tên mình lên tường, sau đó cùng trợ lý bước vào bên trong. Cố Hoài Lâm ngồi bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ của cô khi mà nghe người dẫn chương trình công bố tên các diễn viên có giải thưởng. Cô hồi hộp lắm có phải không? Ừ, dù sao cũng là lần đầu tiên. Tôi dĩ nhiên tò mò Người đạt danh hiệu cao quý nhất Là diễn viên nào Ừ Để tôi đoán nhé Là cô Hoài Lâm vừa mới dứt lời Người dẫn chương trình liền công bố Nam diễn viên đạt danh hiệu ảnh đế năm nay Không ngoài dự đoán Chính là Hoài Lâm Cái tên này mấy năm gần đây liên tiếp Vượt bậc các diễn viên khác Giữ vững phong độ Đạt được liên tiếp giải thưởng ảnh đế trong mấy năm nay Lúc này người dẫn chương trình trên sân khấu nhìn cái tên trong chiếc phong bì trên tay, chuẩn bị công bố người đặt giải thưởng tiếp theo. Lệ An càng thêm hồi hộp, thấp thỏm. Xin chúc mừng diễn viên Lệ Diễm Man đạt danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong năm nay. Chỉ một câu nói này thôi, nó khẳng định biết bao nhiêu sự nỗ lực trong những năm qua của cô. Giây phút thiêng liêng cô chờ đợi lâu lắm rồi, khi chờ được rồi, đến chính cô cũng bất ngờ. Diễm Man đứng trên sân khấu và càng bất ngờ hơn người trao giải thưởng cho cô chính là chồng sắp cưới của cô, Mạc Đình Kiên. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, Mạc Đình Kiên không khỏi buồn cười. Diễm An, chúc mừng em. Đêm nay em rất đẹp. Không sai, đêm nay cô chính là người tỏa sáng nhất, xinh đẹp nhất. Cô rực rỡ trói mắt như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm Bỗng lúc này trên màn hình lớn phát sáng Chiếu lại từng chút một khoảnh khắc ngọt ngào của cô và Mạc Đình Kiên Người của Mạc Đình Kiên đưa cho anh một bó hoa cầm tú cầu Đó chính là loại hoa mà cô cực kỳ thích Anh khụy một chân xuống nền đất Mở hộp nhung ra trước mặt cô Trước sự chứng kiến của vô số người đang xem chương trình Được phát sóng trực tiếp Lệ Diễm An Lấy anh nhé Quãng đời sau này anh muốn cùng em sống đời đời kiếp kiếp. Diệm Hàn cảm động, không kìm được nước mắt. Sự rung động mãnh liệt trào dâng trong lòng, cảm xúc như vỡ òa. Vào khoảnh khắc, cô được Đình Kiên cầu hôn. Mạc Đình Kiên Em đồng ý. Cô gật đầu không chút do so sự, Đình Kiên vui mừng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau đó đứng lên kéo cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, chất chứa thứ tình cảm sâu đậm anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi vì hiểu được mong muốn của cô cho nên mới luôn kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc này để cầu hôn cô diễm an vòng tay ôm anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn này cô nói bên cánh môi anh đình kiên em có thai rồi đã được hai tháng rồi diễm an thật sao em và con chính là điều tuyệt vời nhất trong lòng anh gặp em giữa biển người mênh mông là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh anh yêu em bọn họ đã cùng nhau trải qua vô số chuyện cuối cùng có thể bên nhau sống một cuộc sống hạnh phúc anh là người cô yêu đời này chỉ mong cầu đơn giản được sống với người mình yêu trải qua những năm tháng bình yên nhất Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8, tập cuối của câu chuyện Dũng khí đàn bà, tác giả Tô Ly. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập cuối ngày hôm nay. Và không biết được rằng là quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị nhiều nhiều lắm. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Lan Đình. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An để xem bộ truyện đó có tựa đề gì nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.